Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video này thì mình sẽ chia sẻ đến cho các bạn một cái kèo AROP để chúng ta nhận miễn phí cái đồng token từ cái ví sàn rất là mới này. Thì cái ví sàn này nó có tên là Uni Wallet. Thì đây là một cái ví bảo mật thuộc cái nền tảng Uni Chain. Thì bạn có thể sử dụng nó để gửi và nhận cái đồng token ULW token. Thì các cái tính năng bao gồm thanh toán bằng ví, xác minh với nhiều tính năng khác và sắp ra mắt và được kết hợp với tất cả các tính năng bạn mong đợi từ AI và blockchain, mang lại cho bạn bởi sự thống nhất từ Uni Wallet, hệ sinh thái UniWork và có sẵn trên hệ điều hành Android và iOS. Thì các bạn có thể kích vào cái link này và chúng ta tạo một cái tài khoản ở trên cái ví này nhé các bạn. Trước khi chúng ta làm cái nhiệm vụ AROP thì chúng ta sẽ tạo một cái tài khoản ở trên cái ví này. Thì cái phần thưởng của cái AROP này thì mỗi một người tham gia thì chúng ta sẽ nhận được 450 cái token UNW xấp xỉ 31,95 USD. Và mỗi một lượt giới thiệu thì bạn sẽ nhận được thêm 50 cái đồng token UNW này xấp xỉ 3,55 USD nhé các bạn. Thì đây là một cái kèo nhận cái đồng coin của ví thì cực kỳ là ngon. AROP này thì nó sẽ kết thúc vào ngày 25 tháng 4 năm 2022 và ngày phân phối vào 30 tháng 4 năm 2022 nhé các bạn. Ok, thì ở cái video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tỉ mỉ các cái bước để chúng ta làm cái kèo AROP này nhé. Thì các bạn hãy click lên vào cái link bot mình để ở dưới phần mô tả, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau làm nhiệm vụ AROP này. Rồi các bạn bấm nút start cho mình nhé. Ở đây thì nó nhắc lại cho chúng ta toàn bộ cái thông tin mà lúc nãy mình đã chia sẻ với các bạn rất là chi tiết và đầy đủ rồi. Ở đây thì tí nữa các bạn sử dụng cái hệ điều hành nào thì các bạn hãy bấm vào chúng ta tải cái ví này về nhé. Ở đây thì mình sẽ sử dụng hệ điều hành Android, mình sẽ tải cái app này về. Rồi, ở đây thì mình đã rút ngắn thời gian của các bạn thì mình đã tải sẵn rồi và các bạn chỉ việc bấm mở thôi nhé. Rồi, ở đây thì mình đã tạo tài khoản rồi, thì các bạn tạo một cái ví ở đây. Đó. Tạo một tài khoản thì chúng ta đăng nhập nhập bằng mật khẩu, sau đó thì chúng ta sẽ truy cập vào cái ví này. Rồi cái bước tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái nhiệm vụ AROP. Đầu tiên thì chúng ta sẽ join vào nhóm Telegram Channel. Thì ở đây nó cung cấp cho chúng ta cái mã contract này nhé. Thì các bạn copy cái mã contract này. Thì cái đồng này thì chúng ta có thể mua cái đồng token này ở trên cái sàn PancakeSwap và sàn PoCoin. Thì cái đồng này thì nó đã list ở trên cái sàn PancakeSwap rồi. Rồi các bạn back lại cho mình. Chúng ta sẽ làm các cái nhiệm vụ tiếp theo, đó là chúng ta sẽ join vào nhóm Telegram Group. Sau khi các bạn tham gia vào cái nhóm Telegram Group thì các bạn nên comment vào đây để cho con bot nó xác nhận là mình đã tham gia cái nhiệm vụ này. Các bạn quay trở lại. Chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ tiếp theo, đó là chúng ta follow Twitter. Các bạn bấm theo dõi cho mình nhé. Rồi, ở đây thì các bạn bấm team, bấm mũi tên đảo chiều cho mình. Cái bài bên dưới các bạn cũng bấm mũi tên đảo chiều cho mình. Rồi, các bạn quay trở lại bot. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái nhiệm vụ nữa là chúng ta pin post cái bài này. Rồi, ở đây thì các bạn có thể comment. Các bạn bấm vào comment đây. Các bạn comment hoặc là các bạn tag ba người bạn cũng được nhé. Ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn một cái nội dung để mình chuyên đi comment và tag ba người bạn, là mình đã sẵn đây rồi. Đó, để rút ngắn thời gian, các bạn bấm trả lời. Các bạn bấm trả lời tôi đã gửi nhá. Sau đó các bạn bấm vào nút sao chép này, cái nút chia sẻ này. Các bạn sao chép cho mình cái liên kết tí nữa để chúng ta trả lời vào cái bot Telegram. Rồi nhiệm vụ nữa của chúng ta đó là chúng ta sẽ join vào nhóm Telegram này. Đây là cái nhóm Telegram của nhà phân phối kèo AROP thì chúng ta phải tham gia. Rồi các bạn quay trở lại. Các bạn bấm check giúp mình. Các bạn bấm submit nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ phải vượt qua một cái mã captcha.
Rồi, các bạn bấm gửi cho mình. Ở đây thì hỏi mình đã join vào hai cái nhóm này chưa. Nếu như mà bạn tham gia, các bạn join rồi ấy, thì các bạn gửi cái username của cái Telegram của các bạn vào đây. Rồi các bạn gửi cái username của cái bot Telegram, username Telegram của các bạn vào nhé. Tiếp theo thì yêu cầu mình gửi cái link profile của Twitter. Thì các bạn gửi luôn cho mình cái link mà chúng ta lấy, chúng ta tag mình là ba người bạn ấy. Sau đó thì các bạn xóa những cái ký tự đằng sau đi. Rồi. Ở đây thì yêu cầu mình đăng ký tải cái app về. Sau đó các bạn tạo tài khoản. Rồi tiếp theo thì các bạn gửi cái địa chỉ đây này. Đó, các bạn gửi cái địa chỉ của các bạn ở đây. Địa chỉ ví đấy, đây này. Thì mình bây giờ sẽ mở cái ví này ra. Sau khi các bạn mở cái ví của các bạn ra thì các bạn sẽ thấy được cái địa chỉ của các bạn ở đây này. Đó, các bạn copy cái địa chỉ ví của các bạn. Sau đó các bạn quay trở lại bot. Các bạn gửi vào đây cho mình. Rồi các bạn bấm gửi nhé. Rồi nhiệm vụ chúng ta như vậy đã xong. Thì các bạn copy cái link này chia sẻ cho bạn bè để chúng ta nhận thêm cái đồng token này. Thì những cái thông tin mà nhận thêm thì mình đã chia sẻ ở đầu video rồi nhé các bạn. Rồi các bạn bấm vào đây để chúng ta kiểm tra số dư này. Đó, sau khi làm nhiệm vụ thì bạn sẽ nhận được 450 cái đồng token UNW này, xấp xỉ 31,95 đô. Thì bạn giới thiệu thì bạn sẽ nhận được thêm 50 cái đồng này nhé các bạn. Rồi ok, thì cái video chia sẻ cái kèo AirDrop để chúng ta nhận các cái đồng token từ cái dự án ví đồng ví sàn Uni Wallet đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.